Kính chào quý khán giả, mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình có các nội dung đáng chú ý như sau. Tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện như thời gian qua. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, nhìn lại những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trong sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ tăng cường khả năng ứng phó thiên tai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, không để tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện như thời gian qua, đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 về với cử tri ngành y tế thành phố Cần Thơ và cử tri các quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ vào sáng nay 13 tháng 10. Cùng dự buổi tiếp xúc có Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh và các đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Cử tri thành phố Cần Thơ bày tỏ phấn khởi trước tình hình kinh tế xã hội của đất nước 9 tháng qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Cử tri mong muốn và kiến nghị các vấn đề liên quan đến chính sách cải cách tiền lương, tình trạng thiếu hụt xăng dầu, vấn đề chậm triển khai các dự án phát triển hạ tầng giao thông, đề nghị Chính phủ, Quốc hội cùng các bộ ngành trung ương quan tâm điều phối, phát triển liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long, thực hiện thắng lợi nghị quyết 13 của Bộ Chính trị, trong đó trọng tâm là Cần Thơ. Cử tri Cần Thơ đặc biệt quan tâm và kiến nghị tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay trong mua bán thuốc, vật tư y tế. Không có đủ thuốc điều trị và đây là mong muốn chính đáng của người bệnh. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, cần có sự nhờ của nhiều bộ, ban ngành dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng và Chính phủ. Rất mong đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ phản ánh nguyện vọng của người dân trong kỳ họp Quốc hội thứ năm. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ và các bộ ngành trung ương đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong điều hành giá cả, đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu trong nước. Thủ tướng nhấn mạnh, Trung ương đang tập trung nguồn lực đầu tư nhiều công trình trọng điểm mang tính kết nối cho vùng như cao tốc Cần Thơ Cà Mau, Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Riêng tình trạng thiếu thuốc, vật tư, nhân lực y tế, Thủ tướng cho biết đang chỉ đạo các bộ ngành và địa phương tháo gỡ. Tiếp tục chỉ đạo Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng với lại các bộ ngành cùng với các địa phương, tức là đề xuất sửa các nội dung về đấu thầu tập trung, rồi đàm phán giá đối với lại vật tư sinh phẩm, y tế rồi vấn đề xét nghiệm các đơn thuốc v.v. Rồi đẩy nhanh tiến độ các cái gói thầu do Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia thực hiện. Rồi tiếp tục chỉ đạo tập trung đẩy nhanh cái tiến độ cấp giấy đăng ký thuốc, giải quyết các cái hồ sơ tồn động theo đúng quy định, đẩy mạnh thực hiện phân cấp cái việc cấp phép trang thiết bị y tế, tăng cường triển khai cái quy định kê khai giá tại các cái nghị định số 98. Cái nghị định này vẫn phải sửa, nhưng mà trong lúc chưa sửa thì phải cần phải hướng dẫn cụ thể hơn. Rồi nghiên cứu đề xuất Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện cái gia hạn một số cái đăng ký lưu hành thuốc theo cái quy định. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ ngành trung ương tiếp tục xem xét cơ chế đãi ngộ cho bác sĩ cũng như cải cách giá dịch vụ y tế phù hợp tình hình thực tế, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho người dân thành phố và khu vực. Chiều nay 13 tháng 10, Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt và phát sóng chính thức kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng dự lễ. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Việc phục hồi và chính thức ra mắt VTV Cần Thơ với mục đích tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực Tây Nam Bộ, tạo cầu nối hữu hiệu giữa Chính phủ với các cấp chính quyền địa phương và người dân để lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo động lực góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp, đồng thời phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những vấn đề thời sự được người dân tại địa bàn quan tâm, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa miền sông nước Cửu Long. Phát biểu tại lễ ra mắt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan chuyên trách,
đồng thời lắng nghe ý kiến của nhân dân để tổ chức sản xuất các chương trình phù hợp hiệu quả bản sắc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị ngang tầm với vị trí vai trò của Đài Truyền hình Quốc gia, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số một cách thiết thực hiệu quả, mở rộng cung cấp nội dung trên nền tảng số, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, tiêu cực, sai sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Thưa quý khán giả, liên quan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân là một trong những hoạt động truyền thống có ý nghĩa quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân, được Bộ Công an tổ chức định kỳ 3 năm một lần tại nhiều địa phương của cả nước. Và năm nay, liên quan lần thứ 13 được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Dự lễ khai mạc diễn ra vào tối qua có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Liên quan năm nay với tiêu chí chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện, thu hút 74 đoàn tham dự, gồm 66 đoàn thuộc công an các đơn vị địa phương và 8 đoàn là các cơ quan báo chí truyền thông ngoài lực lượng công an nhân dân. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên đây là lần đầu tiên ban tổ chức lùi thời gian tổ chức lại một năm. Lần này thì có đặc biệt hơn so với lần trước là bình thường là định kỳ 2 năm một lần. Tuy nhiên lần này thì do cái tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, do vậy lần này tổ chức là sau 3 năm mới tổ chức. Do vậy mà các anh em tham gia các đoàn liên hoan lần này thì tâm lý thì cũng có một cái rất là phấn khởi, hồ hởi và cũng rất là tập trung cho cái việc tham gia liên hoan truyền hình phát thanh lần này. 5 nội dung thi gồm tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự, tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt, chuyên mục an ninh trật tự, tác phẩm phát thanh về đề tài an ninh trật tự và thi phát thanh viên người dẫn chương trình. Ban tổ chức đã tiếp nhận được gần 600 tác phẩm có chất lượng gửi tham dự liên quan. Ban giám khảo sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao 3 hạng mục: giải vàng, giải bạc và bằng khen. Đây là dịp để đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí Công an Nhân dân trong cả nước cùng với đồng nghiệp ngoài lực lượng Công an Nhân dân có dịp để gặp gỡ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm, nâng cao về kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ làm truyền hình, phát thanh, góp phần để tạo động lực thi đua sáng tạo về những tác phẩm phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên truyền về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh và tôn vinh lan tỏa những hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên quan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 13 có nhiều hoạt động có ý nghĩa, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ, hướng tới chuyển đổi số và phát triển nội dung đa nền tảng thông qua 2 buổi hội thảo về việc phối hợp sản xuất tin bài và giải pháp chế độ thù lao, nhuận bút. Dự kiến ngày 16 tháng 10, liên quan sẽ bế mạc. Thưa quý vị, đào tạo bồi dưỡng công chức đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là chủ đề hội thảo khoa học do Ban tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức vào chiều nay 13 tháng 10. Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương và ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban ngành Trung ương và các tỉnh thành phía Nam. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi làm sâu sắc hơn về cơ sở lý luận, những kinh nghiệm quý, mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả, định hướng giải pháp để tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết, thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 có từ 25-35% cán bộ lãnh đạo quản lý cấp thành phố, từ 70-80% cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước của thành phố có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Vì vậy, hội thảo này có ý nghĩa quan trọng là diễn đàn khoa học lý luận chính trị xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài trong chiến lược đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Đảng. Đánh giá cao các tham luận trình bày tại hội thảo, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang cho rằng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Vì vậy, đòi hỏi phải có nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện, sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị địa phương trong toàn hệ thống chính trị.
Và cũng trong chiều nay tại huyện Vĩnh Thạnh, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Hữu Thạch, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn 8, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 9 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thành lập 23 đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã đề nghị thi hành kỷ luật 14 đảng viên, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 4 tổ chức đảng và 27 đảng viên, đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi số tiền hơn 334 triệu đồng nộp vào ngân sách. Công tác tham mưu đạt hiệu quả chất lượng, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng và cấp ủy giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật còn một số hạn chế. Ông Nguyễn Hữu Thạch, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn 8, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục quan tâm ứng dụng tốt các phần mềm kiểm tra giám sát mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã triển khai, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Địa bàn 8, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy rà soát báo cáo tiến độ thực hiện các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố chiều nay giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao. Ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố tham dự. Đoàn giám sát theo các nội dung nghị quyết 06 năm 2021 về chính sách thu hút hỗ trợ nguồn nhân lực thể thao thành tích cao thành phố giai đoạn 2021-2026, nghị quyết 07 năm 2021 về quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao. Các kết quả nổi bật như thu hút 9 chuyên gia huấn luyện viên, vận động viên, dự kiến tổng kinh phí năm 2021 và năm 2022 hơn 3 tỷ đồng. Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố đã nhận được 2 tỷ đồng, qua đó giúp thành phố Cần Thơ đạt rất nhiều quy chương ở các giải đấu cấp quốc gia, SEA Games và thế giới, môn boxing, cờ vua, karate, thể dục dụng cụ, bowling, nhân dân. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao những kết quả bước đầu thực hiện hai nghị quyết trên. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đơn vị chuyên môn liên quan cần tiếp tục bám sát các nghị quyết với những định hướng lâu dài, chú ý các môn tập thể, quan tâm hơn việc tổ chức giải phong trào, giải trẻ, góp phần phát hiện tài năng. Sáng nay, tại hội trường Thành ủy Cần Thơ diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội có sự tham dự của bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo Trung ương Đoàn, các ban xây dựng Đảng Thành ủy Cần Thơ cùng 242 đại biểu đại diện cho hơn 300.000 đoàn viên thanh niên toàn thành phố. Với chủ đề tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, khơi dậy phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ thành phố Cần Thơ. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ 11 sẽ diễn ra trong một ngày rưỡi, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên của thành phố 5 năm 2017-2022. Xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2027, góp ý dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 11 trình Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Quý khán giả thân mến, hôm nay 13 tháng 10 là ngày doanh nhân Việt Nam. Có thể nói, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng có đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước. Đặc biệt sau khi đại dịch COVID-19 đi qua thì mọi hoạt động trở lại bình thường. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của thành phố Cần Thơ chúng ta, nhất là những doanh nhân trẻ, đã nỗ lực, vững tâm cùng nhau đi lên. Mobifone Service Cần Thơ là một trong 6 chi nhánh của Mobifone Service trên cả nước. Trải qua hơn 12 năm hoạt động, chi nhánh đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, bán hàng qua điện thoại và cung cấp các giải pháp chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp như chữ ký số, hóa đơn điện tử, văn phòng ảo, vân vân. Chị Tô Thị Hồng Phước hiện là giám đốc của chi nhánh này và quản lý gần 500 cán bộ nhân viên đang làm việc, trong đó có gần 80% là nữ. Theo chị Phước, việc quản lý số lượng nhân viên nhiều cộng với những khó khăn khi dịch bệnh là một thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực vững tâm của người đứng đầu. Tuy nhiên, đó cũng là niềm tự hào của chị.
tôi tự hào là có một đội ngũ rất là gắn bó và các bạn có trình độ về chuyên môn, kỹ năng và không ngừng học hỏi. Thì trong quá trình khi mà phát triển những kế hoạch mới cho công ty thì các bạn luôn ủng hộ và tinh thần gắn kết đội ngũ ở Moifone Service rất cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sản xuất quà tặng và đồng phục Ngôi Sao Xanh là một trong những doanh nghiệp của thành phố Cần Thơ thuộc lĩnh vực quà tặng và may mặc nói chung cũng như đồng phục học sinh nói riêng. Trải qua hơn 12 năm hình thành và phát triển, công ty có nhiều nỗ lực để tạo được thành công bước đầu trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Theo lãnh đạo công ty, bên cạnh sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ và nhân viên, thì còn có sự hỗ trợ của chính quyền thành phố Cần Thơ và các hiệp hội để đơn vị an tâm đầu tư phát triển. Nằm trong cộng đồng doanh nghiệp, thì cái tâm thế của mình là cố gắng là phát triển hơn nữa, rồi chăm lo cho đời sống của anh em cán bộ công nhân viên nhiều hơn nữa. Tại vì công ty những năm vừa qua thì mình định hướng là mình phát triển về chất nhiều hơn lượng. Xác định vai trò và vị trí quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân, thời gian qua, chính quyền thành phố Cần Thơ không ngừng nỗ lực thể hiện sự đồng hành. Trong đó, ngoài các hoạt động thăm hỏi, đối thoại, thì những buổi cà phê doanh nhân như thế này được xem là giải pháp hỗ trợ giải quyết khó khăn, cũng như cung cấp thông tin kịp thời, đáp ứng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tôi hy vọng vào tương lai, đây là cái trào lưu và tạo ra một cái chỉ số về cạnh tranh cho thành phố Cần Thơ nói chung và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành phố Cần Thơ nói riêng để có điều kiện tiếp xúc chính quyền và giải quyết những cái khúc mắc của mình. Với sự đồng hành ngày càng có chiều sâu của chính quyền thành phố, tin chắc rằng đây sẽ là động lực để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đất Tây Đô vững tâm tiếp tục cùng nhau vươn lên và phát triển. Tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý liên quan đến triều cường. Thưa quý khán giả, sáng nay triều cường đạt mức 2m22 kết hợp với mưa lớn đã khiến cho hàng loạt tuyến đường nội ô ở thành phố bị ngập sâu. Và theo ngành chức năng, đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch năm nay đã vượt mức lịch sử năm 2019. Cụ thể, mực nước ghi nhận vào tối ngày hôm qua tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2m27, vượt mức báo động 3 27cm và vượt đỉnh triều lịch sử năm 2019 là 2cm. Riêng vào sáng nay, vào lúc 6 giờ là 2m22. Do triều cường dâng cao nên các tuyến đường tiếp tục ngập trong biển nước, trong đó các tuyến hẻm, nhà dân đều bị ngập sâu khoảng 3-5 tấc. Theo ngành chức năng, nguyên nhân có thể là do thay đổi hướng gió từ biển thổi vào đã đẩy nước lên cao. Thêm vào đó, do nước từ thượng nguồn đổ về kèm theo mưa lớn đã làm nước dâng cao đột ngột. Trước tình hình triều cường có dấu hiệu chững lại, sau đó tiếp tục dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ chỉ đạo Ban Chỉ huy các quận huyện chủ động ứng phó kịp thời báo cáo, đồng thời có đề xuất với thành phố các phương án ứng phó khi cần thiết. Không chỉ nhiều tuyến đường chìm trong biển nước mà triều cường từ tối ngày hôm qua và rạng sáng nay đột ngột dâng cao còn làm cho hoạt động vận chuyển hành khách tại các bến đò qua sông Hậu gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê, có 15 bến đò bị ngập, chủ yếu các bến ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt. Có bến ngập sâu, đường lên xuống không đảm bảo an toàn nên phải tạm ngưng hoạt động chờ nước rút. Tại nhiều bến đò, phần đường dẫn vào bến và cầu tàu lên xuống đều bị ngập, rất khó nhận dạng lối đi cho hành khách. Để đảm bảo an toàn, các chủ bến đều khẩn trương làm thêm lối đi có dây cảnh báo, bố trí người hướng dẫn hành khách khi lên xuống đò phà. Xây một cái đường giữa, cái đường phụ á, để mà phục vụ khách trong những cái lúc mà triều cường dâng cao. Rồi phân công với mấy anh em á, là hướng dẫn bà con đi đúng trên cái tuyến đường đó, rồi giăng dây trên cái lối đi á, để mà giúp cho bà con đừng có lọt xuống những cái hố nước sâu. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường khi triều cường lên cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Sở Tài nguyên và Môi trường, các quận huyện, các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai công tác vệ sinh môi trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao địa phương đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, kiểm tra đôn đốc công tác dọn dẹp vệ sinh, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải. Xử lý nghiêm tình trạng vứt rác bừa bãi làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập úng, đặc biệt tại các miệng cống, đường thoát nước trên địa bàn. Do tình hình triều cường vẫn diễn biến phức tạp cao hơn mức báo động 3, dự báo thời tiết xấu và mưa nhiều, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tiếp tục ban hành công văn cho học sinh học trực tuyến để ứng phó.
Căn cứ tình hình thực tế từ ngày 14 đến hết ngày 15 tháng 10, thủ trưởng các cơ sở giáo dục sẽ linh hoạt lựa chọn hình thức dạy học phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, giáo viên. Trước đó, học sinh các cấp ở Cần Thơ tự học ở nhà từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10. Thưa quý khán giả, thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng ta. Việc cần làm lúc này đó là mỗi người phải thay đổi nhận thức về những biện pháp cần thiết để giảm thiểu các nguy cơ có thể gặp phải trong trường hợp xảy ra thiên tai. Đây là lý do mà Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13 tháng 10 năm nay được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lấy chủ đề Cảnh báo sớm và hành động sớm cho mọi người. Tại thành phố Cần Thơ, công tác phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai luôn được tăng cường thực hiện bằng nhiều giải pháp. Đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, trước đây là một trong những vị trí ngập sâu. Đợt chiều cường năm 2019, người dân ở đây không thể đi lại được. Năm nay thì con đường không còn bị ngập do mới được nâng lên 5 tấc. Bà con nhân dân ở đây cũng mừng, phải nói là mừng, phấn khởi lắm. Tuyến đường đã được thảm nhựa rất là đẹp, cũng đảm bảo cho cái vấn đề là giao thông cũng như là cái triều cường. Công tác phòng chống ngập khi triều cường dâng cao đã được các ngành chức năng và người dân thực hiện từ nhiều năm. Năm nay, triều cường lập đỉnh lịch sử mới. Rất nhiều tuyến đường, tuyến hẻm bị ngập sâu, nhưng cũng có nơi không hoặc ít ảnh hưởng nhờ trước đó được đầu tư nâng cấp, kết hợp cải tạo cống thoát nước. Nâng cấp cái tuyến đê bao để tránh cái trường hợp là khi mà kết hợp mưa với triều cường thì làm cái tràn vỡ đê bao. Ủy ban dân huyện cũng chỉ đạo các cái phòng chuyên môn đó để về phối hợp các xã để rà soát lại, để nắm các cái tuyến đường rồi khảo sát, rồi là làm cơ sở sửa chữa nâng cấp các cái tuyến đường này. Kinh nghiệm chứ, năm nào cũng mua máy sẵn mấy năm rồi đó, máy bơm để mấy năm trời, bây giờ mua thêm cái máy mới rồi đó, năm nào cũng có sẵn sàng hết. Trong những ngày qua, tuy có bất ngờ khi thủy triều đột ngột dâng cao, nhưng người dân thành phố cũng nhanh chóng thích ứng. Các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ người dân của các lực lượng đã phần nào hạn chế thiệt hại cũng như tai nạn. Công nhân của mà tôi là đi bằng hồ, nhưng mà bị kẹt xe, rồi có dây cứu hộ thì làm rất tốt. Là lập các chốt, là hỗ trợ người dân cũng như là đẩy xe và khắc phục sự cố hỏng hóc xe máy cũng như là điều tiết giao thông. Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng thanh tra giao thông ở các quận huyện về để mà cùng phối hợp với lại cảnh sát giao thông, rồi cảnh sát trật tự, một số các cái đơn vị tình nguyện hỗ trợ để chúng tôi trực ở các cái điểm chốt, các cái khu vực mà thường xuyên bị nước ngập để hỗ trợ cho bà con trong vấn đề điều tiết giao thông. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của đợt triều cường rằm tháng 9 này cho thấy còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó, bên cạnh triển khai nhanh các công trình dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro thiên tai, huy động toàn xã hội tham gia công tác hỗ trợ khi xảy ra thiên tai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai theo hướng cảnh báo sớm và hành động sớm cho mọi người. Quý khán giả thân mến, với thế mạnh xứ Cồn có nhiều vườn cây ăn trái, Cù Lao Tân Lộc quận Thốt Nốt bước đầu hình thành nên những sản phẩm du lịch đa dạng và mang tính đặc thù. Tuy nhiên, cần nhiều hơn nữa sự quan tâm đầu tư để phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. Đó là nhận định được đưa ra tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án phát triển du lịch phường Tân Lộc do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ kết hợp với Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt tổ chức vào chiều nay. Cù Lao Tân Lộc quận Thốt Nốt có diện tích 3.200 hecta, do nằm giữa sông Hậu có nhiều vườn cây ăn trái xum xuê trĩu quả và hệ thống nhà cổ hàng trăm năm tuổi nên Cù Lao Tân Lộc có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển du lịch phường Tân Lộc quận Thốt Nốt. Qua 3 năm thực hiện đã xây dựng được 3 tour tuyến đưa khách tham quan và hình thành mô hình du lịch cộng đồng gắn kết giữa các nhà vườn với nhau. Tuy nhiên, để khai thác những tiềm năng du lịch của xứ Cồn, cần tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm về hạ tầng giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đặc biệt là xây dựng nhiều hơn nữa các sản phẩm du lịch quy mô và hấp dẫn nhằm thu hút du khách đến với Tân Lộc ngày càng đông. Sáng nay tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài theo cách làm mới. Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 10, các đại biểu đến từ các sở ngành thuộc 4 địa phương thực hiện thí điểm gồm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng 28 sở thông tin và truyền thông các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương từ Đà Nẵng trở vào, và các phóng viên báo chí sẽ được tập huấn nhiều nội dung quan trọng.
trong đó tập trung vào việc hướng dẫn các địa phương triển khai truyền thông quảng bá theo cách làm mới, truyền thông về những gì thế giới muốn biết về Việt Nam, tương đồng với các tiêu chí do các tổ chức quốc tế xếp hạng dựa trên một khung yếu tố chung gồm 22 yếu tố. Qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài một cách nhất quán, đồng bộ và thống nhất, tránh mạnh ai nấy làm. Thành phố Cần Thơ là một trong 8 địa phương của cả nước được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn thực hiện thí điểm cách làm mới này do có cơ sở kinh tế văn hóa đa dạng, có nhiều tiềm năng và sẵn sàng tham gia thực hiện thí điểm. Sáng nay 13 tháng 10 tại cơ sở cai nghiện ma túy thành phố, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng truyền thông về lợi ích của các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIVS. 50 học viên được chia sẻ các thông tin kiến thức về các biện pháp phòng lây nhiễm HIVS, thông tin cơ bản và lợi ích của điều trị methadone, lợi ích tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị ARV sớm và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV và tìm hiểu về bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV. Qua đó nhằm cung cấp các thông tin kiến thức cơ bản kịp thời để các học viên đang cai nghiện tập trung tại cơ sở có thêm hiểu biết và thái độ đúng về phòng chống HIVS, dự kiến trong tháng 10 và tháng 11 năm 2022, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ mở 10 lớp tập huấn, mỗi lớp khoảng 50 học viên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.